Kết cục của người đàn ông quyết ở lại thuyền để đối mặt với siêu bão Milton. Ngày 9 tháng 10, giờ địa phương, siêu bão Milton đã tiến vào bờ biển khu vực Florida, Hoa Kỳ và khiến cho các thành phố tại tiểu bang này phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Trước những dự báo được đưa ra về cường độ mạnh của siêu bão Milton, hàng triệu người dân đã tìm cách di tản đến nơi an toàn để tránh bão. Tuy nhiên, có một số ít người cũng quyết định ở lại tâm bão, trong đó có ông lão tên Gian, người khăng khăng ở lại chiếc thuyền của mình bất chấp việc cảnh sát đã đến tận nơi để khuyên ông đi trú ẩn. Trong một video được ghi lại vào thời điểm trước khi cơn bão đổ bộ, Gian cho biết ông sẽ ở lại thuyền và nhất định sẽ không rời đi đâu, dù là khách sạn ở gần đó để tránh bão. Chứng kiến sự ngoan cố của Gian, nhiều người lo ngại rằng rất có thể Gian sẽ gặp nguy hiểm khi cơn bão Milton đi qua, đặc biệt là khi ông bị thương ở một chân. Sau khi cơn bão quét qua, tài khoản TikTok của một thanh niên tên Tezen đã đưa ra thông tin cập nhật mới nhất về tình hình của Gian. Trong một video, chàng trai này đã vui mừng thông báo với người theo dõi rằng Gian vẫn còn sống các bạn ạ. Trong khi đó, phóng viên BNN của New Nation đã tự mạo hiểm ra thuyền của Gian để kiểm tra tình trạng của người đàn ông này. Trong một video thu hút khoảng 1,3 triệu lượt xem trên X, Entin hét lớn, Gian. Ông ổn chứ? Ông ổn chứ? Sau khi nghe tiếng gọi, đầu của Gian nhô lên khỏi buồng lái của thuyền và trả lời lại phóng viên. Chứng kiến Gian vẫn hoàn toàn ổn, nhiều người cho biết họ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và yên tâm. Đó là tin tức mà mọi người đều chờ mong, thật vui khi biết Gian vẫn ổn. Người đàn ông đó đúng là đỉnh khi quyết định ở lại chiếc thuyền như thế. Thật mừng là anh ta an toàn.